Sáng nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân đã dự khai giảng lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức dành cho cán bộ, lãnh đạo quản lý, diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Đây là lớp thứ hai của năm 2022 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy phối hợp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức. Trong hai ngày, các học viên được nghe các báo cáo viên trình bày các chuyên đề về chủ nghĩa Mác-Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh, về xây dựng đảng, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới, về củng cố nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên cán bộ, xây dựng và phát huy giá trị văn hóa sức mạnh con người Việt Nam, về hoàn thiện toàn diện đồng bộ thể chế phát triển nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế, quá trình chuyển đổi số quốc gia, về công tác đối ngoại. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân nhấn mạnh, nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 xác định nhiệm vụ đột phá, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, trọng tâm là xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp. Để tiếp tục đào tạo bồi dưỡng cán bộ theo đúng yêu cầu của quy định 164 của Bộ Chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, trình độ, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là đáp ứng mục tiêu yêu cầu của việc xây dựng và phát triển tỉnh. Ban Thường vụ Tỉnh ủy phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hai lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho các cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý trong năm 2022. Lớp 1 đã kết thúc thành công và hôm nay là lớp thứ 2. Những nội dung bồi dưỡng cập nhật rất thiết thực và cần thiết vì sau đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, nhiều chủ trương nhiệm vụ đã được Đảng ta thể chế hóa, tình hình trong nước và quốc tế có nhiều thay đổi. Việc bổ sung cập nhật kiến thức là rất cần thiết để nâng cao trình độ bản lĩnh chính trị, tư duy lãnh đạo quản lý điều hành và khả năng hoạch định chính sách, phát triển kinh tế xã hội, năng lực tổ chức đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Những kiến thức cập nhật góp phần khắc phục những mặt còn hạn chế trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý chủ chốt các cấp trong giai đoạn cách mạng hiện nay. Bí thư Tỉnh ủy mong muốn các giáo sư, tiến sĩ, các nhà khoa học bằng kiến thức sâu rộng, bề dày kinh nghiệm sẽ lựa chọn những nội dung trọng tâm, thiết thực và quan trọng nhất để truyền đạt, trang bị, bổ sung phương pháp luận và kỹ năng lãnh đạo quản lý, xây dựng tư duy tầm nhìn trong lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện cho các học viên, đáp ứng tốt các yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan đơn vị. Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các học viên cần phát huy tinh thần trách nhiệm, sắp xếp công việc cơ quan đơn vị một cách khoa học hợp lý để tập trung tối đa cho việc tham gia lớp bồi dưỡng, nghiêm túc, lắng nghe đầy đủ với tinh thần tự giác, gương mẫu tích cực, trao đổi, thảo luận, tương tác đa chiều. Tích cực tự học, tự nghiên cứu, suy ngẫm, vận dụng vào công việc thực tế của địa phương, hoàn thành tốt nội dung chương trình bồi dưỡng, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần sớm đưa tỉnh Quảng Ngãi phát triển khá toàn diện bền vững trong khu vực miền Trung và cả nước, như mục tiêu mà Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 đã đề ra.